Tôi năm xưa lúc trú tại Singapore, tôi đề xướng một pháp thập niệm. Đến hiện tại vẫn có rất nhiều người học tập. Họ nói với tôi rất có hiệu quả, đơn giản, không mất công. Tức là 10 câu danh hiệu Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được. Không niệm, niệm A Di Đà Phật cũng được. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 10 câu như vậy. Sáng sớm thức dậy niệm một lần, tối đêm trước khi đi ngủ niệm một lần là 2 lần. 3 bữa ăn cơm người ta là niệm chú cúng dường. Chúng ta chắp tay lúc ăn cơm niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cũng niệm 10 lần câu A Di Đà Phật này. Quý vị xem, 1 ngày 3 lần như vậy, vậy là 5 lần rồi. Lúc quý vị làm việc, đi làm niệm 1 lần, lúc tan sở niệm 1 lần nữa, buổi chiều đi làm và tan sở cũng niệm 1 lần, 1 ngày 9 lần. 1 ngày 9 lần không thể niệm. Đến lúc đó quý vị sẽ niệm. Tập thành thói quen này vô cùng hữu dụng. Thời gian ngắn, 1-2 phút là niệm xong rồi. Hiệu quả vô cùng thù thắng. Phương pháp này của tôi từ đâu mà học được? Từ đạo Islam mà học được. Tôi ở Singapore có 1 lần đến Malaysia. Lúc đi diễn giảng, Malaysia là quốc gia Hồi giáo. Sáng sớm lúc thức dậy, nghe thấy những tín đồ Hồi giáo đang làm lễ cầu nguyện. Họ một ngày cầu nguyện 5 lần, nhưng thời gian họ cầu nguyện lại không dài, khoảng 5-6 phút. Một ngày 5 lần, không thiếu một ngày nào. Bất luận ở nơi đâu, thời gian vừa đến họ lập tức gác công việc lại, họ liền làm lễ cầu nguyện. Tôi nhìn thấy rất cảm động. Chúng ta niệm 10 niệm càng đơn giản hơn cả họ. Chúng ta 9 lần thì nhiều hơn họ. Thật sự rất hiệu quả. Rất đơn giản, rất dễ dàng, đích thực có hiệu quả. Lúc niệm 10 niệm, 10 câu danh hiệu Phật này, phải nhiếp tâm, tất cả những vọng tưởng đều buông bỏ. Quý vị nhất tâm để xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rất tốt.